Chào mừng các bác, đây là một chiếc FFR nhập Pháp và hôm nay Vang Vọng sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc FFR phiên bản cao cấp nhất và cũng là một trong những cái phiên bản có cái vỏ thùng gọi là to nhất, đẹp nhất và bề thế nhất. Đây là một chiếc FFR 4 bản nhạc các bác nhé. Phiên bản cao cấp nhất của dòng FFR Pháp rồi và thùng này cũng là như vậy. Thùng nổi văn đối xứng rất đẹp như thế này. Rất là nhiều bác thích cái thùng 4 bông như thế này. Cực kỳ nhiều bác thích. Mặt bát giác nằm, số nổi vàng, kim mắt ngỗng, viền vàng. Và đây là một cái mặt kính cong các bác nhé. Nó càng làm cho cái phần mặt số nổi bật hơn. Bên dưới đây ta có một cái tay cầm kim loại. Kính phía dưới là kính ovan, cách điệu. Và đằng sau cũng là quả lắc màu vàng bóng, rất bóng các bác nhé. Này, siêu bóng luôn, xoay gương được. Nổi vân rất là đẹp. Đây ạ. Em quay xa để các bác nhìn kỹ hơn. Cực kỳ to và đẹp. Đó. Ở dưới này người ta làm một cái đường bo. Đấy. Trên này cũng vậy. Đối xứng nhau. Rất là nhiều thứ đối xứng nhau các bác ạ. Nó đưa ra một cái thiết kế cực kỳ là hài hòa và tổng thể. Rồi em xin phép mở bên trong luôn. Đây quả lắc các bác nhìn này, sáng bóng luôn, không một vết cấn nào. Cây lên cót zin của FFR luôn. Tất cả vít chốt tường còn nguyên ở đây. Các bác nhìn cái bản lề nó còn sáng này. Đến cái ốc bắt cái tay cầm của nó còn đẹp như thế này. Vang Vọng tặng các bác một nọ dầu nhé. Nọ dầu chuyên dụng cho đồng hồ. Cái loại dầu không bám bụi, kèm một cái phiếu bảo hành 2 năm cho các bác yên tâm sử dụng. 10 côn 10 búa, chơi 4 bản nhạc luôn. Đây các bác nhìn máy này, các cần búa này rất đẹp, thẳng tắp và ngâm đầy đủ đến từng con ốc như thế này. Các bác nhìn này, xoay máy cho các bác nhìn ạ. Máy vàng ươm nhá. Đây, thực tế là các đầu ra cũng vậy, nhìn rất đẹp. Bộ côn này là bộ côn hình chữ nhật, gồm có 9 côn thép và 1 côn đồng. Côn đồng người ta bố trí ở bên cái điểm giờ các bác nhé, để tăng thêm cái độ ấm cho chất âm. Này, các bác nhìn kỹ này, đó. Bây giờ em sẽ tiến hành test chuông để các bác nghe luôn. Em sẽ chuyển sang một cái bản nhạc khác nhá. Vừa rồi là 3 giờ điểm 3 tiếng chuông thông báo. Bây giờ em sẽ thử tất cả các bản nhạc để cho các bác nghe giọng qua một vòng. Thank you.
Vừa rồi là đồng hồ chơi bản nhạc Engineer, một trong những cái bản dân ca Pháp rất là nổi tiếng. Như ở góc độ này thì các bác thấy cái mặt số của nó rất đẹp. Thực sự là cái mặt số này nó rất đẹp các bác nhé. Này, nhìn trong vắt luôn. Thực sự là rất trong vắt đẹp. Bên trong vỏ thùng này. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.